chuyện bốn mùa. Một ngày đầu năm, bốn nàng tiên xuân, hạ, thu, đông gặp nhau. Đông cầm tay xuân và bảo rằng: "Chị là người sung sướng nhất đấy, ai cũng yêu chị. Chị về, vườn cây nào cũng đâm chồi nảy lộc." Xuân nói: "Nhưng phải có nắng của em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt. Có em Hạ, các cậu học trò mới được nghỉ hè." Cô nàng Hạ tinh nghịch xen vào: "Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có vườn bưởi chín vàng, có đêm trăng rằm rước đèn phá cỗ." Đông giọng buồn buồn: "Chỉ có em là chẳng ai yêu." Thu đặt tay lên vai Đông, thủ thỉ: "Có em mới bập bùng bếp lửa nhà sàn, có giấc ngủ ấm trong chăn, sao lại có người không thích em được?" Bốn nàng tiên mải miết trò chuyện, không biết bà chúa đất đã đến bên cạnh từ lúc nào. Bà vui vẻ góp chuyện: "Các cháu mỗi người một vẻ, xuân làm cho cây lá tươi tốt, hạ cho trái ngọt hoa thơm, thu làm cho trời cao xanh, cho học trò nhớ ngày tựu trường. Còn cháu Đông, ai mà ghét cháu được, cháu có công ấp ủ mầm sống để cây cối đâm chồi nảy lộc. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu." Mỗi người phụ nữ đều mang trong mình dư vị của bốn mùa, niềm hy vọng và gieo hạt của mùa xuân, sự gặt hái và nồng nhiệt của mùa hạ, sự đằm thắm và nhẹ nhàng của mùa thu, sự kiên cường và vững chãi của mùa đông. Hãy luôn mang dư vị của thiên nhiên bốn mùa tươi đẹp đến cho cuộc sống của chúng ta và những người thân yêu xung quanh chúng ta, bạn nhé. Mỗi chúng ta sẽ có một số khái niệm khác nhau. Có người ở gần vạch xuất phát, có người lại ở rất xa vạch xuất phát. Xuất phát điểm ở đâu không quan trọng, quan trọng là không ngừng tiến về phía trước với vận tốc của riêng mình, là chính mình, không so sánh với người khác, không đau khổ vì những gì mình không có, mà luôn biết ơn, hạnh phúc với những gì mình có. Như vậy, bạn sẽ tận hưởng hạnh phúc ngay trên chính hành trình chinh phục điểm đến và chạm tới giấc mơ. Có lẽ chúng ta vẫn thường nghe nói có 3 điều quan trọng để dẫn đến thành công. Một là quan hệ, hai là tiền tệ, ba là trí tuệ. Andrew Carnegie, doanh nhân người Mỹ, cũng nói rằng tri thức của các chuyên gia chỉ chiếm 15% trong thành công của họ, 85% còn lại phụ thuộc vào các mối quan hệ xã hội. Ngay từ lúc bắt đầu, chị Quỳnh Thư đã không có điều số 1 và số 2. Tuổi thơ của chị là khoảng thời gian cực kỳ khó khăn khi gia đình có 4 chị em gái và nghèo khủng khiếp. Năm 18 tuổi, chị quyết định từ Nha Trang vào Sài Gòn học đại học. Tuổi thơ khốn khó, xuất phát điểm rất xa vạch xuất phát đã tạo nên sức mạnh để chị vượt lên hoàn cảnh, thay đổi cuộc đời. Hơn 30 năm từ tỉnh lẻ đến Sài Gòn học tập và lập nghiệp, giờ đây chị Lê Quỳnh Thư là một nữ doanh nhân thành công, xinh đẹp, truyền cảm hứng, chia sẻ kinh nghiệm và giảng dạy cho thế hệ trẻ. Là CEO của Opus Multimedia, chị Quỳnh Thư bản lĩnh khi không chỉ đem về các hợp đồng cho công ty, điều hành, quản lý nhân sự, mà còn thể hiện xuất sắc tài năng chuyên môn khi ở vị trí sản xuất chương trình, đạo diễn sự kiện, MC. Bên cạnh đó, chị còn đảm nhiệm nhiều vai trò khác, bao gồm giám đốc sự kiện BNI Việt Nam, chủ tịch BNI Connect Chapter, phó chủ tịch câu lạc bộ doanh nhân 2030, trưởng ban sự kiện câu lạc bộ doanh nhân và quản trị CEO LDI, Viện Phát triển Lãnh đạo. Đặc biệt, chị còn là một nhà văn với cuốn sách đầu tay đầy cảm hứng mang tên Phố Đàn Bà. Trước khi thành đạt và đảm nhiệm nhiều vai trò như hiện tại, chị Quỳnh Thư từng có những trải nghiệm quý giá khi làm việc ở các vị trí giám đốc marketing tại Đông Á Băng, phó giám đốc marketing tại BNR, phó giám đốc công ty VTV HCM. Mỗi ngày dù bận rộn với công việc, nhưng chị Thư luôn dành thời gian để chăm sóc, vun vén cho hạnh phúc của gia đình nhỏ. Câu chuyện hôn nhân và gia đình của chị cũng là một câu chuyện truyền cảm hứng. Là mẹ của 2 đứa con, từng trải qua một lần đổ vỡ hôn nhân, nhưng chị chưa bao giờ ngừng tin tưởng vào tình yêu và những điều tốt đẹp. Vượt qua tổn thương, nuôi dưỡng niềm tin và hy vọng về hạnh phúc. Tháng 6 năm 2017, nữ CEO xinh đẹp đã có một hôn lễ đầy xúc động với người chồng, sẵn lòng ôm chị cùng với chiếc áo ướt. Anh không chỉ chìa bàn tay và trái tim ấm áp kéo chị ra khỏi những ngày chới với, mà còn đầy trách nhiệm và yêu thương với 2 đứa con và gia đình của chị.
Chia sẻ về sự nghiệp và gia đình, chị Lê Quỳnh Thư cho biết chị đến với ngành dịch vụ này chỉ vì đam mê, nhưng hóa ra đam mê không thì chưa đủ. Xây dựng một công ty cũng tương tự như duy trì mối quan hệ vợ chồng. Hôn nhân không phải chỉ cần đam mê mà còn cần chia sẻ, thông cảm, đồng hành. Rất nhiều yếu tố để duy trì cuộc hôn nhân bền vững, doanh nghiệp cũng vậy. Là nữ tướng của Opex, chị Thư cương quyết không lựa chọn quan hệ để mang lại hợp đồng. Toàn bộ đều phải dựa vào năng lực, thực lực của đội ngũ thì mới bền vững. Ba giá trị mà chị xây dựng cho Opex Multimedia là tích cực, chính trực và tử tế. Sẽ luôn có những khó khăn, trở ngại, thậm chí là tổn thương, mất mát trên hành trình chinh phục giấc mơ và hạnh phúc. Mời quý vị cùng Thiên Nga Vượt Sóng hôm nay gặp gỡ chị Lê Quỳnh Thư, nàng Thiên Nga mùa thu, để lắng nghe những chia sẻ của chị về câu chuyện, cuộc đời và bí quyết để thành công, hạnh phúc cả trong công việc lẫn cuộc sống. Xin hân hoan chào đón quý khán giả của chương trình Thiên Nga Vượt Sóng. Ngày hôm nay chúng ta rất vui mừng được trao đổi với chị Lê Quỳnh Thư. Chị hiện là CEO của tập đoàn APEC. Xin chào chị Thư. Dạ, chào chị Thư ạ. Chào khán giả. Chị Thư thân mến, rất là cảm ơn chị đã nhận lời tham gia với chương trình ngày hôm nay. Và có lẽ câu hỏi đầu tiên thì chúng ta nói về cái chủ đề của ngày hôm nay là Thiên Nga mùa thu ha. Dạ. Có lẽ mùa thu thì là mùa của sự lãng mạn, yêu thương, mùa của sự ngọt ngào và của những cái cảm xúc rất là tha thiết. Thế thì không biết là chị có thể chia sẻ đôi chút về cuộc đời của mình với quý khán giả được không? Dạ, cũng tham gia khá nhiều những cái buổi trò chuyện, đặc biệt là những buổi chuyện trò dành cho phụ nữ. Nhưng mà phải nói là đây là lần đầu tiên Thư gặp phải một cái đề tài quá là lãng mạn, quá là đẹp đẽ như thế này chị Thư Anh. Phải nói là rất là cảm xúc khi bắt gặp một cái câu hỏi cũng như là một cái đề tài như chị Thư Anh mới vừa đưa ra. Thực ra là trong cái cuộc đời của chúng ta chắc chắn là sẽ có rất là nhiều những cái khoảnh khắc yêu thương, lãng mạn, đẹp đẽ. Nhưng để có những cái khoảnh khắc yêu thương, lãng mạn, đẹp đẽ và gặt hái đó thì chắc chắn là chúng ta bắt buộc phải trải qua một cái hành trình. Giống như là trồng một cái cây thôi, chúng ta phải gieo hạt, rồi tưới, rồi chăm bón cho đến khi mọc một chiếc lá đầu tiên, và sau đó rất nhiều những cái hành trình trải qua thì mới có được quả ngọt. Và hạnh phúc, yêu đương hay lãng mạn hay là gặt hái nó cũng giống như quả ngọt vậy đó. Chắc chắn là nó phải có một cái quá trình chăm bón thì mới có thể có được. Và cuộc đời của chúng ta nó cũng như một cái hành trình của một cái cây. Và đặc biệt đối với phụ nữ nữa, những người được mệnh danh là tham lam. Cho nên nó là cũng phải biết điều tiết chính bản thân mình, chính cái cục hấm của mình như thế nào để có thể cái cây nó lên được cái quả mà chúng ta mong muốn. Nói về cuộc đời thì Thư xin được chia sẻ một tí xíu, đó là Thư là người miền Trung, sinh ra và lớn lên ở Nha Trang. 18 tuổi khi mà nhận được học bổng học sinh giỏi quốc gia thì mình vào Sài Gòn đi học. Và lúc đó thì đúng chính xác là mình là con nhà nghèo học giỏi. Và nói về những cái điều này thì mình phải nói là mình vô cùng tự hào. Mình không có trong một cái trạng thái là mặc cảm hay là tự ti, vì mình biết là bản thân mình có những cái thế mạnh nào. Ở trên một cái vạch xuất phát có thể là mình không có đứng cùng hàng được với mọi người. Mình có thể ở đâu đó phía sau rất là xa. Nhưng mà mình biết là mình sẽ rồi đến đích theo cái cách mà mình muốn, không so sánh. Đó là cái điều mà để cho chúng ta cảm nhận được là cái hạnh phúc trên mỗi cái bước đi của mình. Giống như việc là mình đặt cái mục tiêu là mình leo đến đỉnh núi, đúng không chị Thùy Anh? Thì có lẽ là cái hạnh phúc nó không phải là khi mà chúng ta đặt chân trên cái đỉnh núi đó, mà nó là suốt cái hành trình chúng ta đi đường, đúng dạ, không? Dạ đúng rồi cô. Bước lên một bước, bám vào được cái vách núi rõ ràng. Đó là những cái cảm xúc vỡ òa của bản thân mình. Vậy thì trong suốt cái quá trình mà từ 18 tuổi đặt chân lên mảnh đất Sài Gòn cho đến bây giờ đã hơn 30 năm, thì mình đã đi qua thực sự là khá nhiều những cái thăng trầm của một cái người tỉnh lẻ, con nhà nghèo. Nhưng mà cái điều mà may mắn là Sài Gòn, một cái mảnh đất quá bao dung, quá yêu thương, không có bất kỳ cái khoảng cách nào của không cái có sự phân người biệt nào. Sài Gòn dành cho mình. Và ở đây đầy đủ hội tụ tất cả những cái cơ hội và những cái duyên lành để có thể mình
gặt hái được những cái chiếc lá, những cái mầm non, những trái, những hoa, những quả trên cái cây cuộc đời của mình. Tất nhiên có những cái vấp váp buộc lòng là mình phải trả giá, nhưng cũng may là mình té xong rồi mình mạnh mẽ đứng lên và mình biết là mình phải làm gì tiếp theo. Mình cũng đã có một cái thời gian vật vã với những cái thất bại của bản thân, kể cả trong công việc lẫn trong cuộc sống. Nhưng vốn là cái người tích cực thì mình cũng nhìn thấy được những cái bài học cho bản thân mình. Rồi tình yêu cũng tới, những cái yêu thương ngọt ngào nó cũng tới. Thật tuyệt vời. Dạ đúng rồi. Dạ, và ở đây quan trọng nhất là mình kiên định với cái mục tiêu của mình. Chỉ có điều là mình phải kiên định với cái mục tiêu của mình và mình thay đổi cái cách đi thôi. Và từ đó thì mình cảm thấy là những cái bước đi của mình ở trong cuộc đời nó chắc chắn hơn. Mặc dù cái chủ đề của chúng ta ngày hôm nay là mùa thu, nhưng mà Thư lại có nhớ một cái câu nói nó về mùa xuân. Đó là chúng ta trang hoàng nhà cửa để đón một mùa xuân tới. Giống như việc là chúng ta đón đợi một cái tình yêu, điều tốt đẹp, yêu thương đến với cái cuộc đời mình. Tại sao Thư lại chia sẻ cái điều này? Chắc là những cái khán thính giả đang xem chương trình chúng ta hả chị, thì cũng sẽ thắc mắc là làm thế nào sau cái một cái vấp váp hay đổ vỡ gì đó thì mình có được tình yêu. Mình đợi tình yêu đến rồi mình đẹp hơn, hay là mình đẹp hơn để rồi đón tình yêu đến? Thì dạ, chị Thư hay trả lời với các bạn đặt câu hỏi với mình, đó là nó giống như mình trang hoàng bằng nhà cửa để đón mùa xuân vậy thôi. Nhà mình đẹp, lòng mình đẹp thì mùa xuân mới tới. Thì có nghĩa là sau vấp váp, nếu như cái cuộc đời của chúng ta có vấp váp đổ vỡ, hãy làm sao bản thân chúng ta tươi mới nhất để đón những yêu thương. Thì sau đó cho đến ngày hôm nay, Thư gọi là ổn định, hạnh phúc, hân hoan với cái cuộc sống của mình. Và thực sự đối với người phụ nữ, Thư nhận ra một điều là khi mà chúng ta ổn định một cách chắc chắn, tức là chúng ta hài lòng với những gì mà mình có đó, thì chúng ta sẽ có nhiều hơn những điều để chúng ta hài lòng. Cảm thấy rất là thú vị với cái câu chuyện mà Thư đã chia sẻ với khán giả. Và thực sự thì Thúy Anh nhìn thấy ở trong đó cái cuộc đời của mình nó giống như là bốn mùa vậy. Mình có cái sự gieo hạt của mùa xuân, mình có cái lòng nhiệt thành và cống hiến nhắm đến cái mục tiêu của mùa hạ, và mình đâu đó mình đã gặp những các cái vấp váp, những cái khó khăn, những bão tố giông ba của mùa đông, và bây giờ thì mùa thu ngọt ngào đang tới, đúng không? Nó giống như là một cái quả ngọt mà chúng ta gặt hái được sau tất cả những gì khó khăn. Và cái điều quan trọng mà Thư cũng truyền tải với cả các bạn ở đây đó chính là khi mà mình có được cái tư duy tích cực, khi mà mình có được một cái tấm lòng nó rộng mở hơn và một cái nhìn nó thấu đáo hơn về tất cả các vấn đề, thế thì mình sẽ học hỏi được từ đó, mình sẽ đứng lên một cách mạnh mẽ, và lúc này thì mình sẽ cảm nhận được cuộc đời thực sự là có những thứ quý giá như nó là, đúng không? Mình sẽ không còn bị lao về phía trước với những mục tiêu về tài chính hoặc là về công việc, về sự nghiệp không thôi. Mình sẽ biết sống một cách chan hòa hơn, mình sẽ cân bằng hơn, mình sẽ tỉnh táo, sáng suốt hơn, và từ đó thì có lẽ là cái ý nghĩa và cái hành trình của mình nó trở nên thú vị hơn. Thế thì không biết là Thư có thể chia sẻ với mọi người xem là trong cái hành trình của một người phụ nữ hoặc là một con người nói chung, khi mà chúng ta đến với thế giới này để chúng ta trải nghiệm, để chúng ta học hỏi, để chúng ta phát triển và trưởng thành, thì cái điều gì là quý giá nhất đối với cuộc đời của mỗi một con người, hoặc là đặc biệt là đối với một người phụ nữ, thì sau những cái chặng hành trình mà Thư đã đúc rút ra, điều gì là quý giá nhất, Thư có thể chia sẻ với mọi người được không? Dạ. Cảm ơn câu hỏi rất là hay của chị Thùy Anh. Trong cái cuộc đời của chúng ta, đặc biệt là đối với người phụ nữ, như Thư có nói đó, là phải qua những cái chặng đường rất là dài thì mình mới thấy được, mới ngộ ra được, phải không? Dạ, đâu là cái điều quan trọng đối với mình. Thì theo Thư nó có hai cái keyword mà mình muốn chia sẻ với tất cả mọi người. Đầu tiên đó là yêu thương. Yêu thương có thể là một cái điều mà ai cũng có thể nói được và nó dành cho tất cả mọi người, nhưng mà đối với phụ nữ thì nó đặc biệt là quan trọng. Chúng ta yêu công việc, chúng ta yêu những cái mối quan hệ xung quanh chúng ta, chúng ta yêu chồng con thì không nói rồi, đối với bản thân Thư là yêu cả cỏ cây hoa lá hay những cái thứ mình tiếp xúc với mình mỗi ngày. Có cái thời gian mà mình hay chia sẻ cái điều này
trên trang cá nhân thì có mọi người nói là lẩn thẩn nha, thì mình cũng công nhận là mình lẩn thẩn. Như ví dụ như là mình tưới cây thì mình nói với cây cối là lớn nhanh lên cho chị nha, không có được èo uột nữa. Hay là một cái ly vô tình một buổi sáng khi mình rửa nó thì mình làm nứt nó, dạ rất tiếc luôn chị. Thì lúc đó mình cũng nói với cái ly là ồ, em đã hoàn thành sứ mệnh của em rồi, chị rất là yêu thương em, bây giờ em đi chỗ khác chơi nhé. Thì tất cả những cái thứ đó nó làm cho cái cuộc sống của mình nó thú vị hơn. Và một cái điều mà Thư nhận ra đó là khi mà mình yêu thương tất cả mọi thứ, giống như là mình biết ơn, thì rõ ràng là cái cuộc sống của mình nó trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Bởi có lẽ là theo các cái gọi là những triết lý của tôn giáo thì tất cả thể loại tôn giáo đều dạy mình em biết ơn và sự biết ơn. Và khi rõ ràng mình chỉ có thể nói cái điều gọi là mình biết ơn chị Thùy Anh khi rõ ràng là chị đang cho mình một cái gì đó. Nhưng ở một cái khía cạnh ngược lại, nó không phải chỉ là chị Thùy Anh cho Thư, mà Thư cũng đang trao đi cho chị Thùy Anh và tất cả mọi người cái điều nào đó ở trong cuộc đời. Thì rõ ràng là khi chúng ta biết ơn thì cái cuộc sống của mình, ngay cái khoảnh khắc mà mình biết ơn á, thì rõ ràng là mình cảm nhận được là mình có, chứ không phải là mình mất. Nghĩa là một cái sự tương tác qua lại, trao đi hay là trao lại, hay là mình cho đi hay là mình mất gì đó, thì thực ra nó cũng là có. Một hiển hiện một cái từ là có trong khoảnh khắc là chúng ta biết ơn. Thì khi mà chúng ta biết ơn thì chúng ta sẽ cảm thấy cái cuộc sống của chúng ta vô cùng là đủ đầy. Và nó đến lúc này thì có thể giải thích bằng luật vạn vật hấp dẫn. Nó là rất là khoa học chứ nó không phải là tâm linh. Thì rõ ràng đó là biết ơn nó cũng là thuộc cái phạm trù của luật hấp dẫn. Cho nên là khi chúng ta biết ơn thì chúng ta lại có nhiều thứ trong cái cuộc đời nó vô cùng đẹp đẽ đến để chúng ta biết ơn. Cũng quay lại cái câu chuyện mà hồi nãy Thư kể với chị Thùy Anh là Thư đi tưới cây và Thư nói với cái cây. Thì rõ ràng cái cây nó nghe được và Thư tin cái điều đó. Và một ngày, hai ngày, đó là cái những cái đợt mà mình đi du lịch hoặc là cả nhà đi đâu đó nhiều ngày và quay trở về là cây cối ở nhà đã héo hết. Thì cái cách trò chuyện đó, nhưng mà khi chúng ta trò chuyện thì có phải là chúng ta đang dồn hết cái yêu thương, tình cảm và năng lượng của mình không chị? Đó, thì cái cây và vạn vật xung quanh chúng ta cảm nhận được cái điều đó và khỏe dần lên. Và đúng trở về với cái trạng thái xanh tươi như là mình mong muốn, thì đó có phải là cái điều mà mình lại biết ơn tiếp theo không? Và đó chính xác là cái luật hấp dẫn của vũ trụ. Cho nên theo Thư, cái điều đầu tiên ở đây để mình có thể cảm nhận được cái cuộc sống mà nó tươi vui, và cái điều quan trọng đối với người phụ nữ đầu tiên là cần cảm nhận được cái yêu thương và sống trong cái lòng biết ơn. Còn điều thứ hai, Thư nói là cái keyword thứ hai đó, thì Thư nghĩ là cái khái niệm này có khó hơn một chút, đó là lòng tự trọng. Tự trọng nói thì dễ đó, nhưng thực hiện không có dễ. Nếu như mà yêu thương thì mình cảm nhận là nó dễ hơn một xíu. Thì cái lòng tự trọng nó có nghĩa là phải tôn trọng chính bản thân mình. Mình xác định đâu là cái hệ giá trị mà mình đeo đuổi. Cũng giống như một công ty, một tổ chức có cái văn hóa riêng, bản thân mình cũng vậy. Mình cũng có phải xác lập nó giống như tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi, giá trị văn hóa của bản thân. Nó là một cái hệ giá trị. Một gia đình cũng có cái hệ giá trị riêng. Và cái đó là cái điều mà để chúng ta phân biệt được đâu là tổ chức này với tổ chức khác, gia đình này với gia đình khác, và bản thân chúng ta với những người chung quanh. Nó là cái hệ giá trị mà chúng ta theo đuổi. Thì đối với cái người phụ nữ, vì Thư cũng là cái người có con gái, Thư có hai con, một bạn trai đầu và một bạn gái sau. Thì Thư nghĩ là đương nhiên cả hai con mình đều dạy về lòng tự trọng, nhưng mà đặc biệt đối với con gái, để cho bạn thấy được rất rõ là chúng ta có một cái hệ giá trị cần phải theo đuổi, đó là đạo đức, đó là cái nền tảng gia đình. Và có những thứ không thể phạm phải dù bất kỳ lý do nào. Nói đến điều này thì chắc là các bạn cũng hình dung, ví dụ như về tình yêu, phụ nữ biết, rất thông minh để biết được là đâu là cái ranh giới của một cái tình yêu đúng, là cái tình yêu sai lầm. Nhưng chúng ta cũng hay vin vào một cái lý do là ở tình yêu thì nó không có lỗi. Ok, tình yêu không có lỗi, bản thân mình có lỗi. Thì rõ ràng đó là khi mà chúng ta phạm phải cái điều nó gọi là lòng tự trọng bản thân bị bỏ ra sau, so với cái gọi là cái cám dỗ của những cái điều ngọt ngào mà tình yêu mang lại.
Nhưng ví dụ như rơi vô một cái mối quan hệ, Thư tạm gọi là, hoặc là tay ba, hoặc là với một cái người nào đó có gia đình đi chẳng hạn, thì có phải là cái tình yêu nó đang dẫn lối mình không? Và mình quên mất bản thân mình. Thực ra Thư cũng phải chia sẻ với các bạn một chút là bản thân mình cũng đã đi qua những cái vấp váp, chứ không phải là mình đã giỏi hơn những người xung quanh. Nhưng vấn đề lớn nhất của chúng ta đó là nhận ra, và chúng ta té ở đâu thì chúng ta đứng lên ở đấy. Và cái lòng tự trọng đối với người phụ nữ nó có giá trị là giữ cho chúng ta một sự chuẩn mực. Bởi vì chúng ta không thể là chỉ có tình yêu mà sống được. Chúng ta còn có mối quan hệ xã hội, chúng ta có gia đình, và chúng ta có cả một cái thế giới bao la ở ngoài kia. Và nếu như chúng ta không giữ được cái hệ giá trị của bản thân mình thì Thư có thể tin là mọi thứ khác nó cũng mất theo. Giống như kiểu là chúng ta đánh mất hoặc là hy sinh cái giá trị của bản thân mình vì những lợi ích khác. Thì đối với Thư, để có thể gọi là tạo dựng được những cái điều mà gọi là đẹp đẽ, lãng mạn, yêu thương đó trong cuộc sống của mình, thì mình phải giữ được hai cái keyword mà Thư mới chia sẻ với chị Thư Anh và các khán giả. Rất là thú vị. Từ một cái góc nhìn của một chuyên gia chuyên làm về truyền thông, đúng không? Chúng ta có cái nhìn của sự yêu thương, của lòng biết ơn và lòng tự trọng. Có lẽ đó là những cái giá trị cũng rất là quý mà mỗi người phụ nữ chúng ta theo đuổi và gìn giữ. Và ở đây, đối với lòng biết ơn thì Thúy Anh cũng hết sức là tán đồng với cả Quỳnh Thư. Bởi vì từ các tôn giáo hay là ngay cả khoa học cũng thấy, người ta cũng chứng minh được rằng là mỗi người, mỗi một con người khi mà chúng ta sống trong cái trạng thái của lòng biết ơn, sống trong cái cảm xúc của cái sự cảm động về nội tâm, thì lúc này sức khỏe của mình, tinh thần của mình và những cái điều tuyệt vời nó sẽ kéo theo. Cho nên là có những cái thí nghiệm khi mà người ta làm cái thí nghiệm là người ta trồng những các cái cây, và đối với một đám cây này thì người ta không có, khi mà chăm bón người ta không có nói năng điều gì hết. Và đối với một đám cây khác thì người ta gửi gắm vào đó những lời lẽ yêu thương, mà người ta thấy cái sự phát triển của hai đám cây là hoàn toàn khác nhau. Đó là đối với những cái thực vật. Thế còn đối với động vật hoặc là đối với con người thì cái lòng biết ơn cũng như là cái tình cảm yêu thương nó sẽ làm cho cái sự phát triển đấy nó hoàn toàn khác biệt. Cho nên có lẽ cái đối với phụ nữ, cái điều mà quý giá nhất thì Thúy Anh cũng nhận thấy và cũng tán đồng với cả Quỳnh Thư, đó là cái tình yêu thương và lòng biết ơn. Có một cái điểm nữa mà Thúy Anh cũng muốn bổ sung ở đây, nó trong cái xã hội của chúng ta hiện nay, khi mà chúng ta luôn luôn cần phải làm việc nhiều hơn, cần phải trở nên thông minh hơn, cần phải chiến đấu ngoan cường hơn với cả cuộc sống sóng gió ở bên ngoài, thì cái gì là cái mà để giúp cho chúng ta luôn luôn tỉnh táo và luôn luôn đi đúng đường? Thì Thúy Anh nghĩ rằng có lẽ nó là trí tuệ, nó là một cái sự hiểu biết về mọi sự việc, về mọi vạn vật mình một cách thấu đáo. Thì cái sự chia sẻ của Thư từ lúc nãy đến giờ thì anh cũng nhận thấy nó là một cái trí tuệ rất là sâu sắc. Một cái trí tuệ đấy nó không phải là chỉ được hun đúc thông qua học hỏi hoặc là thông qua cái việc nghiên cứu, mà đâu đó khi mà mình quan sát trong thực tế, khi mà mình có những trải nghiệm, mặc dù mình có những vấp váp và mình học được những cái bài học từ đó, thì nó cũng làm nảy sinh lên và khơi sáng lên cái trí tuệ của mình. Và cái trí tuệ này nó cũng chính là một cái điểm tựa rất là mạnh mẽ để giúp cho mỗi người chúng ta, người ta hay nói là phụ nữ thì sẽ ưu việt hơn những người đàn ông hoặc là những người khác ở cái chỗ là vẻ đẹp chẳng hạn, đúng không? Thì cái vẻ đẹp nó không chỉ là từ bên ngoài, nó còn là vẻ đẹp của trí tuệ, nó còn là vẻ đẹp của tâm hồn. Mà trong đó thì có lẽ trí tuệ nó là một cái yếu tố cực kỳ quan trọng để giúp cho chúng ta có được cái sự vững vàng hay không, chúng ta có được cái sự đi đúng đường nổi bật, hay là chúng ta tìm ra cái ý nghĩa của đời mình, hay như Thư nói là mình làm một cái việc đúng, thì nó cũng chính là ở cái trí tuệ. Cho nên khi mà mình có thể nhìn nhận được đâu là đúng, đâu là sai, nó không theo một cái hệ quy chiếu thông thường của xã hội, nó cũng là thể hiện một cái sự trí tuệ. Cho nên là có thể có những cái điều theo cái quan niệm truyền thống thì nó là như thế này, theo cái quan niệm của những người thời xưa thì nó là như thế khác. Nhưng mà khi mà mình có thể nhìn nhận mọi sự việc nó có liên quan đến mình, nó bắt nguồn từ mình, nhưng mà không hoàn toàn nó là lỗi ở phía mình, và mình có thể nhìn được cái điều đó, mình vẫn có thể đứng lên. Bởi vậy là khi mà chúng ta, cái sự khác biệt giữa một người mà chúng ta gặp vấp váp
mát và một người đau khổ với những cái điều đấy, và một người đứng lên được từ đó, chính là ở cái chỗ chúng ta hiểu rằng là cái điều đó nó tới để nó dạy mình một bài học và mình đứng lên, và mình cũng không hoàn toàn có lỗi gì trong cái chuyện đấy cả. Mình học được bài học, mình đứng lên, mình trưởng thành, thế thôi. Thì đó cũng là một cái nó liên quan đến cái mà Thùy Anh chia sẻ, nó là cái trí tuệ. Và cái điểm thứ ba có lẽ là cái mà để giúp cho mình luôn luôn có năng lượng và mình luôn luôn đi đúng đến cái hành trình của mình luôn luôn thấy rằng cuộc đời của mình nó có ý nghĩa, nó chính là cái sự kiên định, nó chính là một cái bản lĩnh của một người phụ nữ. Và bây giờ khi cuộc sống nó ngày càng khó khăn hơn, thế giới nó ngày càng thay đổi, VUCA nhiều hơn đúng không ạ? Những các cái thách thức đang ngày càng nhiều hơn, và trong cái bối cảnh mà hội nhập hóa toàn cầu hóa sâu rộng như thế, thì cái sự kiên định của mỗi một con người, cái sự vững vàng và bản lĩnh của mỗi một con người, nó lại là cái mà để giúp cho mình biến trí tuệ, là những cái điều mà mình hun đúc, mà mình trải nghiệm được, biến cái lòng yêu thương của mình nó trở thành hiện thực, những cái hiện thực tốt đẹp. Vậy thì khi nào mà mình có thể nhìn nhận được, mình có thể hiểu được, mình có thể tin được đúng với cái điều mà Thư nói về luật hấp dẫn á, và mình biến nó trở thành một cái năng lượng vật chất, thì lúc này cái hiện thực của mình nó sẽ tốt đẹp. Thì đấy là một cái điều mà Thùy Anh cảm thấy là đúc kết được sau một cái chặng hành trình của cuộc đời, chia sẻ thêm với cả mọi người. Và có lẽ là đối với một người phụ nữ thì cái việc mà mình làm sao mà mình đi đúng đường này, mình làm sao mà mình cân bằng giữa công việc, giữa cuộc sống, mình làm sao mà mình cân bằng giữa cái việc là mình nhận được, vừa lúc nãy Thư nói là phụ nữ thì tham lam đúng không, và mình cho đi. Có những người thì lại nói với Thùy Anh rằng bản chất của người, những người phụ nữ là những người cho đi, những người hy sinh. Từ những người phụ nữ từ thời xa xưa cho đến bây giờ, kể cả là giới trẻ, các bạn cũng cho đi, các bạn cũng cống hiến cho cộng đồng rất là nhiều. Rồi làm sao chúng ta có thể cân bằng được cái mục tiêu chúng ta đặt ra và những cái nguồn lực mà mình có thể có và mình có thể huy động được. Thế thì không biết là Thư có cái bí quyết nào về cái việc là mình có thể cân bằng được không, bởi vì Thùy Anh cũng biết là Thư cũng đã rất phát triển, rất là thành công trong nghề nghiệp của mình, trong cuộc sống của mình, và đã đạt được những các cái thành tựu nhất định. Thế thì vui lòng chia sẻ với mọi người một chút bí quyết ha. Dạ, làm sao để cân bằng? Câu này thú thiệt là có rất nhiều người hỏi Thư, vì có lẽ là mọi người nhìn thấy một cái lịch làm việc khá là dày đặc mà Thư hay chia sẻ với tất cả mọi người. Một ngày của Thư thì có thể bắt đầu từ rất rất sớm. Thư có những cái cuộc họp trong 11 năm qua thì Thư cũng là thành viên của một cái tổ chức kết nối toàn cầu của Mỹ, mà họ phân trại tại Việt Nam. Thì cứ y như rằng sáng thứ ba hàng tuần 6 giờ sáng là ngồi vào họp hàng tuần ha chị, và liên tục cho đến lúc này là 11 năm. Có một ngày bắt đầu rất là sớm, rồi liên tục khoảng chừng Thư nghĩ là từ 6 đến 8 cuộc họp mỗi ngày. Những cái cuộc họp của Thư thì Thư vẫn xác định một điều là mình chỉ giới hạn một cái cuộc họp trong vòng một tiếng rưỡi đổ lại thôi. Vì thật ra cái não của con người mà nó quá một tiếng thì nó cũng không có tiếp thu được gì cả. Ngay cả cái việc mà mình nói với lại nhân viên mình cũng vậy đó. Mình họp hành training cho các bạn mà quá một tiếng rưỡi là mình thấy là các bạn đơ luôn rồi. Và trong một cái lịch làm việc dày đặc đúng như chị Thùy Anh nói, và mình có con cái gia đình này kia, thì làm sao để cân bằng? Thì theo Thư là mình phải có một cái ưu tiên. Mình xác định đâu là cái điều quan trọng nhất mà không có cái gì nó có thể thay thế được. Vậy là chấp nhận có đánh đổi phải không? Dạ. Hồi nãy chị Thùy Anh có nói một ý đó là sự hy sinh đó. Thì theo Thư cái hy sinh hiểu theo nghĩa rất là tích cực. Nó không có nghĩa là mình mất đi cái gì cả đó. Mà đâu là cái điều ưu tiên mà mình phải giữ. Nó cũng có liên quan đến cái hệ giá trị hay là yêu thương hồi nãy Thư nói. Thì để Thư chia sẻ với các bạn một chút xíu. Và trong một cái ngày như vậy đó, nhưng mà mọi người lại thấy y như rằng mỗi buổi chiều 3 giờ rưỡi là Thư lại đứng lên. Rồi một cái cuộc họp cho dù là có đang dang dở hay là rời cái bàn làm việc của mình để đi đón con. Và đây là cái điều Thư gọi là cái ưu tiên một trong cái cuộc sống của mình. Vì sao Thư làm được điều này? Cái khoảnh khắc mà bạn nhỏ đó đi ra khỏi trường, từ cái lúc mình sinh ra gửi bạn mẫu giáo lúc bạn chưa một tuổi, rồi cho đến lúc này thì cái khoảnh khắc mà bạn chạy từ trong trường, bạn chạy ra và ôm lấy mình, thì đối với Thư đó là một cái khoảnh khắc vô giá. Đó là một cái niềm vui vô bờ bến của mình. Ví dụ như trong 5-6 cái cuộc họp mỗi ngày đó chị Thư Anh, là nó có căng thẳng, nó có nổ não, mình lại nghĩ đến cái khoảnh khắc mà mình sắp có. Nó là giống như là một món quà trong cái cuộc sống mỗi ngày của chúng ta. Vậy thì vậy là được refresh mỗi ngày rồi đúng không? Dạ đúng vậy. Thì
Thư đôi khi Thư cũng lăn tăn là tại sao một cái món quà tuyệt vời như vậy đó thì mình lại trao cho người khác. Ví dụ như ok, nó không có gì là tuyệt đối, cũng có những cái lúc mà Thư bận nhờ chị giúp việc hoặc là nhờ bà nội bà ngoại chẳng hạn, thì chị Thùy Anh hình dung là cái cảm giác lúc đó giống như là ai lấy mất cái món quà của mình à. Mà đã gọi là món quà thì có nghĩa là vô giá đúng không? Rất là đẹp đẽ, rất là vô giá. Cho nên đôi khi Thư cũng suy nghĩ là ôi tại sao là có những người thường xuyên mình thấy bạn bè trong lớp của con mình á, là chỉ có những người khác đón chứ không phải là ba mẹ. Thì Thư thấy là quá tiếc đi. Tức là mình đang tự đánh mất cái món quà mà đáng lẽ ra mình xứng đáng được nhận. Cho nên là chị Thùy Anh không có hình dung là cái khoảnh khắc đó nó quý giá, mà nó vỡ hòa, nó sung sướng, nó hạnh phúc như thế nào đâu. Và Thư với lại ông xã của Thư là giành giật nhau để đi có được cái món quà đó mỗi ngày. Và ok, nếu như công việc sắp xếp được là hai vợ chồng cùng đi đón con đều như là răng bắp đó. Hay quá ha. Và nếu không đi nữa thì cũng sẽ cố gắng một trong hai người. Chứ vô cùng hạn chế cái chuyện là người khác không phải là ba mẹ đó. Vì cái cảm xúc mà mình nhận được đó. Thì mình đang nói về cái cân bằng, có nghĩa là mình yêu tất cả những gì mà mình làm. Và đương nhiên làm những gì mà mình yêu. Thì trong một cái ngày mà vô cùng bận rộn như vậy thì mình tận hưởng những cái bận rộn đó, những cái khó khăn đến, những cái challenge từ những cái dự án khó, những cái việc là đấu thầu mà bị rớt thầu đi. Dạ. Thì mình cũng nhìn luôn luôn nhìn dưới cái góc độ tích cực. Hồi nãy Thư có chia sẻ đầu tiên với chị Thùy Anh là may mắn mình là ở người xác lập một cái hệ tư duy là tích cực. Cho nên mọi thứ là mình tiếp nhận một cái nhẹ nhàng, đúng không? Vui lắm chị Thùy Anh. Ví dụ mình có đấu thầu một cái thầu là lễ kỷ niệm 20 năm thành lập, 19 năm thành lập của một công ty. Nhưng mà tụi mình bị rớt thầu. Thế là ông xã mình nói với mình chứ, trời ơi, công ty đó nó đợi chọn em trong kỷ niệm 20 năm thành lập đó, 19 năm em bỏ qua đi. Tức là mình nói đùa với nhau như vậy. Luôn nhìn trên cái góc nhìn lạc quan. Dạ, thì như vậy là nguyên một cái ngày cho dù nó căng thẳng như thế nào đi nữa thì góc nhìn lạc quan nó giúp mình vượt qua. Sau đó trong lòng mình phấn khởi hân hoan để bắt đầu như một cái lộ trình, thay vì làm sếp, làm agency, bây giờ mình làm vợ và làm mẹ nè. Và hai cái việc đó nó vô cùng cân bằng, vì mình đã xác lập một cái việc là ok, ban ngày đúng là cái việc gọi là công việc ha, nó là quan trọng nhất đối với chúng ta. Từ 3 giờ rưỡi 4 giờ chiều trở đi thì gia đình là quan trọng nhất. Vậy thì chị Thùy Anh có thể, hoặc là các bạn khán giả có thể thắc mắc là ok, có khi nào mà phá vỡ cái quy luật đó cũng có chứ. Ví dụ trong một ngày đang làm việc, lúc này công việc là quan trọng nhất, nhưng trường gọi em bé bị ốm thì sao? Thì đối với Thư đương nhiên là cái nó còn cao hơn cả một cái hợp đồng với khách hàng. Thì là gia đình, là con cái nó là quan trọng nhất. Không có cái gì mà có thể thay thế được. Có thể hợp đồng của khách hàng không có hợp đồng này, mình sẽ có hợp đồng khác. Và Thư rất thích một cái câu nói trong cái quyển Từ Tốt Đến Vĩ Đại của Jim Collins, là mọi người nói là trời ơi, đó là cơ hội ngàn năm có một mà. Vậy thì tại sao mình không tự nói với bản thân mình là em sẽ có 1000 cơ hội ngàn năm có một, chứ không phải là có một cơ hội ngàn năm có một. Thì rõ ràng là ở đây mình quan trọng nhất là mình đang tập trung cho cái gì, đâu là ưu tiên một của cái cuộc đời của mình, là lớn, là vĩ mô, hoặc đâu là ưu tiên một trong một ngày của mình, và đâu là ưu tiên một trong cái cuộc sống của chúng ta, thì các bạn sẽ cảm thấy là cái cuộc sống của mình nó rất là cân bằng. Như Thư nói là Thư tận dụng hết toàn bộ cái thời gian cho một ngày làm việc để đem đến cái hiệu quả cao nhất cho cộng đồng, cho doanh nghiệp của mình, cho các bạn nhân viên. Còn buổi tối thì mình sẽ dành hết thời gian để chơi với con, nấu nướng cho chồng, dành cái thời gian để trò chuyện nhiều nhất với con có thể, và tất cả mọi thứ đều là sự yêu thương, thì mình sẽ cảm thấy là cái cuộc sống của mình mỗi ngày nó rất là tuyệt vời. Như vậy là có thể thấy được rằng là một người phụ nữ rất là giỏi trong cái việc sắp đặt, đúng không? Phân chia thời gian, có kế hoạch và luôn luôn theo đuổi. Đôi khi mà có cái sự chệch hướng một chút cũng không sao, mình điều chỉnh nó một cách linh hoạt. Thì đó là bí quyết mà Quỳnh Thư có thể chia sẻ với chúng ta. Và nó dựa trên một cái nhìn là tư duy tích cực, mình luôn luôn hân hoan, mình luôn luôn chào đón những thứ mới mẻ. Và mình thì anh rất là thích cái cách mà mình làm mới cái cuộc sống của mình, như là trò chuyện với những đồ vật này, trò chuyện với những cái
cây này, rồi những các cái ấn tượng về cái kỷ niệm là đi đón con, nó là một cái cảm xúc nó rất là vỡ òa trong tâm trí của mình, để mà nó nuôi dưỡng cho mình những cái lúc mà mình khó khăn hoặc là gặp cái chuyện sóng gió ở trong công việc. Đó là một cái điều rất là thú vị, và mỗi một người trong chúng ta, nếu chúng ta cũng có thể hình dung ra được những các cái hình ảnh mà nó gợi nhiều cảm xúc như thế, nó gợi cái sự cảm động của chúng ta với những người thân yêu của chúng ta, thì nó cũng là một cái điểm tựa rất là thú vị, đúng không Quỳnh Thương? Còn đối với Thùy Anh thì Thùy Anh nghĩ rằng là khi mà mình có thể tập trung vào những các cái công việc hiện tại, mình làm hết mình cho nó, ví dụ như là khi mình đang làm việc thì mình tập trung hoàn toàn, mình không để sao lãng bởi những các cái lo toan về gia đình hoặc là những thứ khác. Thế hoặc là khi mà mình đang ở bên con thì mình cũng tập trung cho nó, thay vì là mình lại nghĩ đến những dự án, thì đó cũng là một cái cách để mà mình sống nó một cách trọn vẹn hơn. Và nếu như mà bình thường thì chúng ta hay nói đến cái chuyện là cân bằng cuộc sống với công việc. Là chúng ta giống như chúng ta đặt lên trên bàn cân, một bên là cuộc sống của tôi đây, một bên là công việc đây, làm sao cho nó cân bằng, rồi chúng ta cố gắng làm tốt cái phần này để mà chúng ta có thể làm tốt được cái phần kia. Nhưng mà thực ra đối với Thùy Anh thì Thùy Anh không có cái sự phân tách hoàn toàn giữa cuộc sống, nó là những cái gì liên quan đến bản thân mình, và công việc nó chỉ hoàn toàn thuần túy công việc. Bởi vì khi mà mình đang làm việc là mình cũng đang sống, mình yêu những thứ mình làm, mà giống như là Thư nói đó, cho nên là khi mà mình đang làm việc nó cũng là cái cuộc sống của mình, và khi mà mình đang sống cũng là cái cách thức để mà mình làm việc. Bởi vì khi mà mình ví dụ như đi du lịch nha, hoặc là chơi với con, mình cũng phát triển được trí não vậy, đúng không? Mình cũng phát triển được cảm xúc, những mối quan hệ, và mình đôi khi là mình cũng có những các cái ý tưởng nó sáng tạo từ đó. Bởi vì khi mà mình được sống trong tình yêu thương, khi mà mình hài lòng với mọi thứ xung quanh, thì những cái ý tưởng sáng tạo và đâu đó những cái gì nó còn đang luẩn quất trong cái công việc của mình, nó sẽ được lóe sáng lên, và lúc này là mình cũng sẽ giải quyết được công việc rất là tốt. Cho nên là thực ra là người ta nói là tách bạch giữa cuộc sống và công việc, thì mình nhìn hiểu nó trên một cái nhìn nó mở rộng hơn. Có nghĩa là tôi không làm cho mọi thứ nó quật xà ngầu với nhau, mọi thứ nó rối bời, nhưng mà khi mà tôi sống là tôi cũng đang làm việc, và khi mà tôi làm việc là cũng là tôi đang sống. Thì lúc này mình sẽ không còn phải nỗ lực cho một phía này để mà có một cái thời gian khác mình sẽ được tận hưởng ở phía kia nữa. Và lúc này mình sẽ sống một cách rất là thảnh thơi, bởi vì mình làm việc với niềm say mê, bởi vì mình nấu ăn cho gia đình, hoặc là mình làm những cái công việc của gia đình nó như là một cái phần tất yếu trong cái công việc, trong cái cuộc sống của mình. Có lẽ là trong hành trình của mỗi một con người á, thì cái việc mà mình phát triển bản thân mình này, mình đi theo một cái lộ trình nào đó này, rồi là đối với Thư thì mình làm sự kiện, mình làm thương hiệu, đúng không? Mình làm cho các tổ chức khác, thì có phải chăng là cái việc mà mình đang làm thương hiệu đó, hoặc là mình đang phát triển cho bản thân mình cũng như là tổ chức của mình, nó là một cái hành trình mà mình phát triển về tâm hồn, nó là một cái hành trình mà mình phát triển về trí tuệ, chứ nó không chỉ là hướng đến những các cái mục tiêu về mặt vật chất, hoặc là hướng đến một cái danh tiếng không thôi? Thì Thư suy nghĩ như nào về chuyện này? Ôi hay quá chị. Ở Apex của Thư có một cái hub được gọi là Apex Training Hub. Và trong cái Apex Training Hub đó thì Thư có một cái khóa học là xây dựng thương hiệu cá nhân. Và cái quan điểm của Thư khi mà xây dựng cái giáo trình cho cái khóa xây dựng thương hiệu cá nhân này chính là thương hiệu cá nhân, quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân là quá trình tìm về bên trong của chúng ta. Xác định cái thế mạnh của bản thân mình, tìm ra cái giá trị của bản thân mình, chứ không phải là quá trình trưng mình ra cái thế giới ngoài kia một cách lấp lánh nhưng mà vô hồn. Thư hay ví dụ ở với các bạn học viên đó là cái quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân nó giống như là một ổ bánh kem. Nha. Cái ổ bánh kem mà mình chỉ có thể nặng được bắt bông kem, gọi là bắt bông kem ở trên, là nó phải có một cái bánh gato ở bên trong đủ vững, mình gọi là cái bánh gato. Thì cái quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân đó, thực ra mọi người phải xây dựng giống như là mình phải đánh bột hả cô? Xong rồi nướng một cái bánh gato thiệt là đẹp trước khi mà bắt bông kem ở trên đó. Thì đó là cái quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân của mình. Rõ ràng là cái quá trình tìm về nội tâm bên trong, tìm được chính bản thân mình, mình có cái thế mạnh nào, và mình phải xác định được rất là rõ cái giá trị mà mình mang đến cho cuộc đời này nó là gì. Quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân, mọi người hay nghĩ là post một cái bài trên Facebook, chơi TikTok, quay video clip, vân vân, tham gia những cuộc hội thảo trong vai trò diễn giả, mà quên mất là chúng ta là ai
chúng ta là gì, chúng ta có cảm nhận được thực sự cái niềm hạnh phúc tự thân của chúng ta hay không, hay tất cả mọi thứ chỉ là cái ánh đèn lấp lánh ở ngoài kia. Nói về nghề nghiệp của Thư một chút xíu, chị Thùy Anh có nhắc đến là tổ chức sự kiện hay là truyền thông, thì Thư hay lấy một cái ví dụ cho đội ngũ nhân sự của mình. Vì mình làm sự kiện cho nên có liên quan đến một cái hệ thống đèn chiếu sáng lên trên sân khấu. Thì Thư nói với các bạn là các bạn hãy nhìn cái hệ thống đèn kia đi, nó chiếu sáng, nó lấp lánh cái đối tượng mà nó hướng tới, nó khiến cái đối tượng mà nó hướng tới trở nên đẹp đẽ hơn, hoàn hảo hơn, lung linh hơn. Nhưng bản thân nó chỉ là một cây đèn mà thôi. Chúng ta, những người làm sự kiện, chúng ta góp phần quảng bá cái thương hiệu cho khách hàng của mình, làm cho sự kiện trở nên lung linh đẹp đẽ hơn. Nhưng chúng ta không thể là cái người mà đứng trước cái ánh đèn, chúng ta là người đứng sau cái ánh đèn. Và giá trị của chúng ta tuy nó sần sùi, nó xấu xí, nó màu xám hay nó màu đen, nhưng không có chúng ta thì tất cả ở phía trước kia cũng không thể nào lấp lánh được. Vậy thì đó chính là cái lúc mà chúng ta xác định cái giá trị của bản thân mình nó nằm ở đâu. Cũng liên quan đến cái hệ giá trị mà hồi nãy Thư nói, trong mỗi công việc, trong mỗi cuộc sống, trong một giai đoạn, trong mỗi cuộc đời, các bạn đều cần xác định cái giá trị cho bản thân. Thì như Thư nói là cái quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân nó cũng như thế. Chắc có lẽ là trước đây khi mình chưa tích lũy được những cái trải nghiệm cuộc đời thì Thư không dám nhận lời chị Thùy Anh và cái buổi trò chuyện ngày hôm nay đâu. Bởi vì nó thực sự là rất là sâu sắc và nó cần một cái sự chiêm nghiệm thì mới có thể chia sẻ được. Thì trong suốt cái thời gian qua, vừa điều hành công ty, vừa trải qua những cái nấc thang trong cái cuộc sống của mình, thì Thư nhận ra đúng. Cái điều mà Thư hay nói với các học viên của mình về thương hiệu cá nhân đó là hãy trải nghiệm nhiều nhất có thể, bởi vì trải nghiệm nó là tài sản quý giá nhất của cuộc đời. Nó không phải là tài sản vật chất, nó cũng không phải là bạn là ai, bạn có bao nhiêu tiền, bạn đang đóng cái vai trò vị trí nào trong cái công việc của các bạn. Nó cái điều đó nó cũng không có nghĩa là bạn đừng có phấn đấu, cái điều này nó hoàn toàn khác nhau ha. Nhưng quan trọng là trong tất cả những cái việc mà chúng ta làm, chúng ta cần phải xác định được cái giá trị của chúng ta nó nằm ở đâu. Và chúng ta phải, hồi nãy Thư có dùng cái từ là cái hạnh phúc tự thân đó, là bản thân chúng ta cảm thấy là chúng ta hài lòng, hạnh phúc với những cái điều mà chúng ta làm, thì đó mới chính là quá trình xây dựng thương hiệu cá nhân. Thương hiệu cá nhân là nó xuất phát từ cái tên của chúng ta, nó xuất phát từ tại sao chị Thùy Anh lại gọi tên Quỳnh Thư cho cái chương trình Thiên Nga Mùa Thu này. Đã bởi vì chắc có lẽ là những cái gì mà chị Thùy Anh cảm nhận được về một cái tên là Quỳnh Thư, nó đi cùng với một cái hệ giá trị chung quanh mà chúng ta đang tìm kiếm để chia sẻ với các khán giả trong cái chương trình này. Đó, thì nó xuất phát từ cái tên, và cái tên đó nó đi cùng với những giá trị nào, đó chính là xây dựng thương hiệu cá nhân. Nó sẽ khác hoàn toàn với cái khái niệm của một số những cái khóa học xây dựng thương hiệu cá nhân, hoặc là chúng ta hay hiểu là một cái kế hoạch truyền thông cho cá nhân mình để xây dựng thương hiệu, có nghĩa là quảng bá cái tên của mình trên mạng xã hội hoặc những cái công cụ khác. Thực ra nó không phải. Chúng ta phải có một cái bánh gato thiệt ngon trước khi tô điểm những cái bông hồng ở trên đó. Những cái ví von cũng khá là thú vị. Như vậy thì rõ ràng là trong cái hành trình mà phát triển của cuộc đời mình, khi mà mình đi về phía trước, khi mà mình làm mình trở nên tỏa sáng hơn, thì không phải là bởi vì mình nhắm đến một cái hình ảnh lung linh ở trên sân khấu, không phải là mình nhắm đến những các cái kỳ tích mà mình có thể đạt được cho cái tổ chức hoặc là cho cá nhân của mình, mà thực sự cái điều quan trọng là mình kết nối với bản thân mình để mình hiểu cái điều gì là giá trị của mình theo đuổi nó, mình xây dựng nó. Và khi mà mình có thể sống hoàn hảo với những cái giá trị đó từ nội tâm bên trong cho đến những các cái hành xử ra phía bên ngoài, là lúc này mình có thể kể được một cái câu chuyện một cách trọn vẹn với tất cả những người xung quanh, để mà họ có một cái sự thừa nhận về mình, về những giá trị đó. Thì đó chính là cái cách mà xây dựng thương hiệu một cách bền vững, đúng không? Và cũng là một cái thông điệp mà chương trình Thiên Nga vừa sóng ngày hôm nay với chủ đề là Thiên Nga Mùa Thu, tượng trưng cho một cái sự đủ đầy, tượng trưng cho một cái sự thu hoạch viên mãn, mà những cái trải nghiệm từ cuộc đời của Quỳnh Thư có thể chia sẻ với chúng ta. Và chúng ta cũng rất là mong muốn rằng trong cuộc đời của mỗi người phụ nữ, khi mà chúng ta tìm về bên trong chính bản thân mình, chúng ta lắng nghe cái nội tâm của mình,
mình để mà mình có thể phát triển được hơn trên cái hành trình để mình tìm ra cái ý nghĩa của cuộc đời mình và mình lan tỏa những cái điều tốt đẹp cho tất cả mọi người. Thì lúc này chúng ta vừa là có một cái sự kết nối giữa cái sự gieo hạt của mùa xuân, giữa cái sự bừng cháy và nhiệt huyết của mùa hạ và cái sự thu hoạch của mùa thu, cũng như là chúng ta có một cái sự kiên định và mạnh mẽ của mùa đông, thì chắc chắn là mùa màng bội thu nó sẽ tới. Và những cái điều mà như là mong muốn, như là một cái ước mơ, như là một cái câu chuyện cổ tích chúng ta sẽ vẽ nên được, đúng không? Bởi vậy hôm nay cái lý do mà chúng ta lựa chọn Quỳnh Thư cho Thiên Nga mùa thu chính là những cái thông điệp mà Quỳnh Thư đã mang đến với cả chương trình. Rất là cảm ơn Quỳnh Thư đã chia sẻ cũng như là đúc kết từ cái cuộc đời thăng trầm đôi chút của mình để mà trở thành những cái bài học quý giá trao đổi với cả mọi người. Và cũng cảm ơn các bạn gái ở trong chương trình Thiên Nga Vượt Sóng, ta đã theo dõi cái chương trình này, và cái sự chờ đón của các bạn nó cũng làm nên cái sự thành công của chương trình. Cuối cùng thì chúng tôi xin chúc tất cả mọi người thật nhiều sức khỏe, chúc Quỳnh Thư luôn luôn tràn đầy năng lượng tốt lành và tích cực, và chúc cho chúng ta trong cuộc đời của mình luôn luôn đầy ắp dư vị của bốn mùa, và đặc biệt là mùa thu, một cái sự nhẹ nhàng, một cái sự lãng mạn, một cái sự gặt hái nó luôn luôn tồn tại, nó luôn luôn duy trì và nuôi dưỡng cho mỗi chúng ta. Dạ, cảm ơn chị Thùy Anh, cảm ơn chương trình, cảm ơn các khán giả. Chúc tất cả các bạn luôn luôn gặt hái được những mùa bội thu trong suốt cuộc đời của mình. Xin chào các bạn và xin hẹn gặp lại. Thiên Nga mùa thu. Em Thiên Nga nhỏ đáng yêu, bao dung cuộc sống, nhiệm màu tình yêu. Trời xanh mây trắng yêu kiều, mùa thu ươm nắng cánh diều ước mơ. Tầm nhìn vượt thoát giấc mơ, cánh chim phóng khoáng một trời yêu thương. Thắp lên ánh sáng con đường, thu về dâng tặng yêu thương cho đời.